Trứng này em hấp 6 lớp. Cháo và cô chú nha. Nay em đổ bánh da lợn theo cái cách cái bịch dính thuận này chỉ đó. Em xây xem ba cái lá dứa vô, mà lá dứa này mua không có tươi đó, đang lạnh. Giờ em đổ cái lớp cái đậu nhiều đó, để cái lớp đậu trước. Làm một gói mè tới một gói đậu luộc cỡ 400 g á, em làm tới 400 g đậu luôn, làm cái lớp đậu nhiều. Em không xay để gì em đổ luôn, làm đơn giản. Lớp này chắc là nó hấp ngâm. Bốn giờ đúng rồi, 4 giờ 5 phút mình đổ lớp xanh. Công thức theo cái bột chính thuận này chỉ hướng dẫn, mà em làm tại vì làm đậu nhiều đó. Em thêm cho cũng 200 g bột năng nữa đó, để cho cái màu xanh nhiều chút, là bỏ vô thêm cái đậu nhiều chút, làm được hai sửng. Cái đầu video em mến chào các anh chị và các bạn, các em, các cháu và cô chú nha. Nay em đổ bánh da lợn theo cái cách cái bịch dính thuận này chỉ đó. Em xây xem ba cái lá dứa vô, mà lá dứa này mua không có tươi đó, đang lạnh. Giờ em đổ cái lớp cái đậu nhiều đó, để cái lớp đậu trước. Em làm một gói mè tới một gói đậu luộc cỡ 400 g á. Em làm tới 400 g đậu luôn, làm cái lớp đậu nhiều. Em không xay để gì em đổ luôn, làm đơn giản. Lớp này chắc là nó hấp ngâm. Bốn giờ đúng rồi, 4 giờ 5 phút mình đổ lớp xanh. Công thức theo cái bột chính thuận này chỉ hướng dẫn, mà em làm tại vì làm đậu nhiều đó. Em thêm cho cũng 200 g bột năng nữa đó, để cho cái màu xanh nhiều chút, là bỏ vô thêm cái đậu nhiều chút, làm được hai sửng. 5 phút xong, bây giờ tới 10 phút, 10 phút nó mới chín nè, rồi em mới đổ lớp xanh ra. Nãy 4 giờ, bây giờ 4 giờ 10, cái đậu này em đổ hơi dày nha, thì hấp 10 phút mới trong nó chín. Mình đổ lá dứa vô, nước lá dứa vô một lần. Hôm nay cũng có pha nước cốt dừa một lon đó. Mình pha xong rồi trộn vô cái đậu trường mớ lại, mình pha thêm bột năng vô đây.
ở dưới em làm mỏng thôi. Cách mình hấp cỡ 7 phút. Bốn giờ 11 rồi. Hấp tới 4 giờ 18. Nó có xanh chín không ấy. Nếu mà chưa chín thì thêm phút. Nãy lớp nó hơi dày, em đổ nó vì nó hấp 10 phút nó chín. Cũng đâu 5 phút. Xay nó thôi, không có gì đẹp. Để làm cái nhà ăn đơn giản. Gì, come here coi. Gì, come here. Come here con. Outside nè. Ngồi ghế nè. Ok. 4 giờ 11 phút. Giờ 4 giờ 17 là hết 6 phút rồi. Em thấy nó chín rồi đó. Đây, lớp này em đổ mỏng. Giờ mình đổ đậu vô. Mỏng nó mau chín. Giờ 17 bây giờ 4 giờ 27 là 10 phút. Đấy, cái đậu nhiều em đổ hơi dày. 10 phút chín. Đổ lớp lá dứa rồi. Cái màu xong.
4 lớp. Đây, 5 lớp, 6 lớp. Nhìn nhìn. Bây giờ 4 giờ 28. Lớp gì em hát là 10 phút. Bánh này em để nguội và em sắc ra 6 lớp rồi đó, được hoàn hảo không? Cách cắm được đẹp. Bánh ngon lấy cách nhặt, bánh ngon mềm.
Em mời cả nhà thưởng thức bánh da lợn em làm tại nhà nha. Em làm bằng bột Vĩnh Thuận đó. Một bịch dê em làm được 2 sửng đó. Pha thêm 200g bột năng. Mình làm ở nhà thì mình để đường ít đó, nó ăn không ngán. Năm em mới làm lần thôi. Cái đậu này em luộc ở trong cái nồi cơm điện đó. Rồi em lấy cái giá nhỏ nhỏ múc cơm này nè. Nó chín rồi cái em chà cho nó nát thôi chứ không có xay. Nha, cái đậu không có gì được đẹp. Khi mình đem đi xay ra nó mướt mướt đẹp. Làm ở nhà em làm đơn giản. Mời cả nhà thưởng thức nha. Này em để nguội rồi mới sắc, mới hấp sắc không được nó mềm. Nguội sắc. Đấy, sắc cái dao nó không có gì bén, thành ra sắc nó không được, không có gì đẹp. Lại đậu em không có xay nữa. Khi mình đem đi xay cho nó cái đậu nhuyễn đó, nó rất là mướt đẹp lắm. Giống như là 6 lớp. Em thích đậu nhiều. Cái này em làm một bịch đậu luôn á. Con gói bột à. Đậu 400g.